Chào mọi người, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng Fitbot trong Flutter. Thì Fitbot có công dụng là ví dụ khi mà mình có một đoạn tag mà cái kích cỡ của cái tag đó quá lớn so với cái khung hiển thị của nó, thì cái Fitbot có công dụng là nó fit cái tag đó vừa với cái khung. Đây mình có hình ảnh minh họa nè. Đây ví dụ như cái tag này khoảng 100 thì cái khung này nó không chứa được. Thì nếu mà mình dùng Fitbot á, thì nó sẽ fit cái chữ này vừa với cái khung này. Đó, giờ mình ví dụ cụ thể cho mọi người dễ hiểu nè. Đây, một cái body container, mình sẽ cho cái child container. Rồi, ví dụ mình cho cái container có width là 300, có height là 150, color là color red, chấm red, rồi. Lưu lại nè, đó nó có một cái khung. Rồi bây giờ mình padding content e padding khoảng 10 đi, 10.0. rồi tiếp theo mình lấy một cái child, ví dụ như là content tag ha. Thì cái content tag này mình ghi ví dụ như trước nam, rồi mình cho cái style của nó tag style, ví dụ như font size là khoảng 100, color chấm white, à này ghi in color chấm white, font white chấm bo, rồi mình lưu lại. Thì cái font size tắt bằng 100 này nó quá lớn so với khung này. Đây nó quá lớn so với khung nên nó không chứa được hai chữ trước và nam. Thì ở đây mình có một cái cách á, là mình sẽ fitbot cho nó. Đây, mình đỡ ngay chỗ cái tag này, mình sẽ warp một cái widget. Rồi ngay này mình thêm cái content fitbot. Đó, fitbot. Rồi thì cái trên nó content rồi, mình bỏ cái content dưới luôn. Đó, mình lưu lại. Thì cái fitbot nó có công dụng là nó làm cho cái tag này fit với vừa với cái khung này. Thì cái thằng Fitbot này nó có công dụng là trong một số trường hợp, ví dụ như mình chia màn hình này thành nhiều phần, mỗi phần nó sẽ có một cái tag, thì mình muốn cái tag đó nó khớp với cái khung, cái phần đó, thì mình sẽ dùng thằng Fitbot này để nó fit cái tag, nó không bị phức cái tag, nó mất cái tag. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng Fitbot trong Flutter. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.